là anh vừa được tặng một đôi giày ạ. Thì anh có thể giới thiệu đôi giày đó cho mọi người cũng biết được không ạ? Xin chào em Hòa. Hôm nay là một ngày thời tiết rất là nắng nóng, nhưng mà lại được hãng giày chạy bộ tặng cho một cái đôi giày rất là đẹp. Đôi này đôi giày Camito Margin Run. Thì hôm nay sẽ giới thiệu với mọi người về cái đôi giày mình vừa mới được tặng đây. Ở ngoài có bao bì hộp rất là đẹp đúng không ạ? Có thể là theo dõi ở phía trong là cái gì thì mình sẽ hôm nay sẽ mở cho mọi người để mọi người cùng xem nhé. Và hôm nay sẽ trải nghiệm luôn cái đôi giày này để thử xem độ êm như thế nào. Các bạn ở phía trong là có một cái đôi tất chạy bộ này. Đây là đôi Camito luôn, đồng giày. Và trong cái hộp này mình sẽ mở cái đôi giày này ra để mọi người cùng theo dõi. Đây, và cái tay mình đây là đôi giày Camito. Đôi giày này là giày của sản xuất ở Việt Nam. Và các bạn thấy bao bì rất là đẹp đúng không ạ? Thì cái đôi giày này thì mình cảm thấy rất là nhẹ nhé. Đôi này chắc chỉ rơi khoảng độ 200g thôi. Hơn 200g một tí thôi, nhẹ hơn đôi này thì còn nhẹ hơn cả Fly 5 này. Hay là nhẹ hơn cả Custom 12 thì mình đeo vào mình cảm nhận là rất là nhẹ. Anh ơi, em thấy anh chạy đôi này thì màu sắc nó rất là đẹp ấy ạ. Thì không biết là đôi giày này chỉ dùng cho tập luyện hàng ngày hay là có thể dùng chạy đua ạ? Khi mà anh chạy cái đôi này ấy, thì là anh thấy cái đôi này về cơ bản cái bộ đế của đôi này rất là ổn. Bộ đế mình có thể đạp được cả cũng là nguyên cả một cái bàn chân của mình như thế này. Và không có bị nhấc mũi hay là như thế nào cả. Nên là cái đôi này thì dành cho những người mới bắt đầu chạy bộ hoặc là chạy bộ lâu rồi, nhưng mà chạy những bài tập luyện hàng ngày ấy, thì đôi này sẽ làm cho mình tập luyện và có những cái cơ chân này cũng như quả chân rất là tốt. Nên là cái đôi này thì anh rất là phù hợp cho những người mới tập chạy bộ và có thể là mình tập chạy bộ hàng ngày thì dùng cái đôi này để tập luyện rất là tốt. Vậy thì đôi này có nhiều màu không ạ? Hay là chỉ có một màu này ạ? Đôi này thì hiện tại bây giờ của hãng thì cũng rất là nhiều màu. Nhưng mà anh thì anh thích màu này nên là hãng tặng anh một cái đôi này để trải nghiệm. Qua cái video này hôm nay thì cũng rất là gửi tới hãng. Rất cảm ơn hãng đã tặng cho mình một đôi giày để mình trải nghiệm, để cảm nhận được một cái đôi giày chạy bộ của Việt Nam sản xuất là như thế nào. Rất là đáng để mà mọi người sở hữu và trải nghiệm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở lần sau.